chào mọi người ha. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một số mã cáp OTG tiếp C ha. Thì cái mã này là cái mã 386 tiếp C, ra USB 3.0 ha. Tốc độ của nó là 5 Gbps, sạc thì được 5W 3A ha. Thì nó hỗ trợ cho điện thoại nè, laptop, mắc và sụt ha. Cũng đầu vào là tiếp C, ra USB 3.1, tốc độ của đó là được 10 Gbps ha. Thì chức năng của nó thì dùng để kết nối với tay cầm chơi game nè, chuột và bàn phím ha. Mã này thì 2 trong 1 ha, vừa cổng tiếp C vừa cổng Hero Android. Thì nó hỗ trợ cho Mac, Win và laptop ha. Bây giờ mình test thử về cách nối với chuột nha. Đầu vào của tiếp C mình gắn vô máy tính bảng ha. USB chuột kết nối ha. Chuột đang hoạt động ha. Kết nối đơn giản. Rồi, em chào mọi người nha.